Rồi mình sẽ bắt đầu đi vào bài nha. Rồi hồi nãy thì anh có tranh thủ anh mở tạo ra một cái bài mới của ngày hôm nay và đặt tên là Trade Multitrade buổi 2 nha. Rồi mình sẽ bắt đầu đi tiếp vào cái bài học của mình nha. Rồi anh sẽ bắt đầu tạo một cái project mới ha, là tên là đây ha, và anh sẽ tạo một cái new file mới đi. Rồi cái này thì chắc đơn giản mình cũng sẽ sử dụng trade và multi trade thôi ha, cho nên anh đặt tên là bình thường cho trade và multi trading hay gì đó cũng được, trade multi trading, multi trade gì cũng được hết. Rồi lấy multi trade đi. Rồi ha, anh tạo ra một cái bài đơn giản là trade và multi trade. Rồi rồi bây giờ ngó lại phông chữ chút xíu nha. Rồi, editor phòng 18. Rồi 18 chắc nó cũng đủ rồi, không sao. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Lần trước mình ở buổi 1 thì mình cũng đã biết sơ về cái trade rồi ha. Nói chung là mình tạo ra những cái luồng xử lý dữ liệu. Mình có thể là mình đã học là cái cách tạo bằng tay, tức là cái dạng mình liệt kê ra một trade, hai trade, ba trade, bốn trade. Hôm nay mình sẽ sử dụng những cái cách thông dụng nhất là sử dụng những cái trình quản lý của nó, là cái dạng mà pool đó, ha. Tạo ra những cái pool mà nó chứa đựng nhiều cái trade rồi nó tự nó quản lý. Mình sẽ bắt đầu viết lại một cái hàm để mà mình có thể thực hành, để mà mình rút ra cái bài học ha. Và anh cũng sử dụng lại cái bài cũ, tức là thiết kế một cái hàm là exponent chính nó, exponent một cái list. Rồi exponent một cái list. Rồi hàm này á, là mình cũng đã biết rồi ha, cho nên anh viết nhanh ha. Anh tạo ra một cái sum tổng ở ngoài ha, và sau đó anh làm dùng lập for x ha, for x rồi in range or in list. Rồi for x in list. Rồi chúng ta sẽ lấy là từng phần tử x mình lũy thừa cho chính nó ha. Rồi lũy thừa cho chính nó, sau đó anh lấy cái sum anh cộng dồn vô để ra kết quả. Rồi ở đây thì anh có thể là anh sẽ return ha, return cái bài toán này về, tức là sau khi tính xong á, anh có thể return cái sum về. Rồi return TURN. Rồi như vậy thì mình sẽ có một cái công thức rất đơn giản, và tất nhiên mình sẽ test thử coi mình có viết sai không ha. Mình sum exponent một cái list, và cái list của anh á, anh tạm đặt tên nó là my list, là giống như bài hôm trước á, nó sẽ là những giá trị x ha, for x in range của từ 1 cho đến 101 ha. Mọi người hiểu rồi ha. Tại vì nó không thể lũy thừa không, không lũy thừa không được ha, cho nên nó bắt buộc cái cơ số phải là 1 ha. Rồi x for x y. Rồi mình sẽ chạy thử cái mylist. Mylist. Rồi, khi chúng ta chạy một cái list á, thì nó sẽ ra và nó sẽ return về một cái kết quả. Và nếu mà mình có đón nhận cái kết quả đó bằng cái biến á, thì mình chỉ print ra. Còn đây thì mình print tắt nó luôn để mình coi cái kết quả nó là bao nhiêu. Tại mục đích mình chỉ để test là cái hàm mình nó viết không bị sai sót thôi ha. Rồi anh sẽ run thử. Rồi nó báo no subfile directory. Subfile directory rồi, không sao hết. Anh sẽ run cái file lại, run cái bài chính bài của mình là bài trade và multi trade ha. Rồi anh run nó thì nó ra kết quả. Đây là cái kết quả của nó nha. Rồi, như vậy là có nghĩa là cái phương thức, cái hàm, cái function của mình á là hoạt động tốt ha. Rồi bây giờ hôm bữa là mình tạo cái thread á, là bước 1 á là mình liệt kê nó ra mấy thread thì mình liệt kê nó ra. Nay mình sử dụng một cái context manager là cái bộ quản lý của pool ha. Mình sẽ import cái thư viện đó vô. Mình sẽ import cái concurrent là chạy đồng thời á ha, mang tính chất chạy đồng thời, và một cái lớp tiếp theo là future. Rồi ở đây mình sẽ bắt đầu ha. Sử dụng cái phát biểu, cái statement là cái dạng giống như cái câu lệnh của nó bắt buộc mình phải vậy đó, với cái concurrent ha và cái filter, và sau đó mình tạo cái trap pool executor ha. Mình cung cấp một cái hàm dựng của nó có một cái max worker ha, để cho phép mình thiết kế là bao nhiêu cái thread con để nó quản lý cái thread mà trong cái pool đó nha, trong cái pool của nó quản lý đó. Ví dụ như ở đây mình thiết kế khoảng chừng 5 thôi. Rồi 5 cái worker thôi. Và mình đặt cho nó một cái bí danh executor. Rồi như anh đã giới thiệu rồi ha, đây chỉ là cái tên thôi, muốn đặt tên gì tên. Và sau đó mình sẽ sử dụng cái bí danh này để mà mình cho cái thread của mình là nó chạy. Mình sẽ có hai cách
hai cái hàm để mà mình sử dụng với cái phát biểu with concurrent này ha. Thứ nhất là sử dụng với lại mình sử dụng cái phương thức là submit. Rồi, với cái thứ hai là mình sử dụng phương thức là map. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện theo cái phương thức 1 nha. Rồi, sử dụng submit. Thì sau khi with concurrent filter xong á, mình sẽ dùng cái bí danh của nó là cái bộ quản lý là nguyên cái năm worker này nè. Mình sẽ submit. Rồi, lệnh submit á, thì chỉ cho phép là giống như mình gửi cái thông tin ha, mình nhấn mình gửi thông tin thì nó chỉ có một, cho một cái nút nhấn, ví dụ như trên cái gai hay là trên gì á, nó chỉ cho phép một cái worker nó hoạt động thôi ha, cho nên mình sẽ làm vòng lặp để cho nó gửi từng cái hết 5 cái luôn, cho nên mình có vòng lặp for i rồi in range của 5, tức là 5 worker, tượng trưng cho 5 worker. Thì từng worker một mình sẽ submit nó. Rồi, submit á, là mình submit với cái công việc gì để cho thằng thread nó làm ha. Nó chính là cái hàm sum của mình. À, chỉ là tên hàm thôi ha, không có hàm dựng thôi ha, cái tên hàm thôi. Và tiếp theo á, mình sẽ cung cấp cái tham số cho nó. Đối với phương thức submit á, là riêng từng thằng á, ha, mình đưa cái tham số mà trong cái hàm này nó cần thiết nè, mà hàm mình á, là cung cấp á, cần thiết là một cái list, cho nên ở đây mình đưa cái list của này vô ha, my list. Rồi, như vậy thì coi như đã xong ha. Rồi, cái hàm submit này đó, phương thức submit này á, sẽ sử dụng cái executor là cái bộ quản lý pool này nè, là nguyên cái thread pool này nè ha. Mình sẽ submit từng thằng một, submit từng worker một. Mỗi worker sẽ thực hiện cái hàm của mình thiết kế và mình đưa cái list vô để cho nó thiết kế. Rồi, khi mà mình run á, thì là coi như xong ha, không báo lỗi là ok. Chỉ có điều á, là cái phương thức của mình á, nó return một cái sum mà mình không có lấy cái kết quả, mình đón nhận cái kết quả return của nó đó, cho nên nó không có print ra được cái gì. Trừ khi nào mình ở đây trước khi mình return cái sum á, mình print cái gì đó ra thì mình mới thấy được nó nha. Rồi, khi nào mình print nó ra thì mình mới thấy được nó nha. Còn đây thì anh sẽ giấu cái lệnh print này đi để anh giải thích thêm một số cái. Rồi, bây giờ tới cái khúc khó này nha. Đây là cái cách để mà mình duyệt 5 phần tử tượng trưng cho 5 worker. Mình sẽ submit 5 lần cho nó thực hiện cái công việc này, thực hiện cái hàm này, và cung cấp cho nó một cái tham số là my list của mình theo đúng cái hàm thiết kế của mình ha. Cách viết thứ hai giống như vậy luôn. Đây là một cái cách viết bình thường ha. Bây giờ mình cách viết theo cái kiểu ngắn gọn hơn mà nó gọi là comprehension, tức là viết tổng quát á, thì cái cách viết nó như sau, mình học luôn ha. Rồi, mình học luôn cái cách viết đó đi. Tức là mình sẽ viết như thế này, không có cần dòng for nha. Không cần dòng for, mình viết luôn nha. Executor, rồi submit. Rồi submit cái gì? Submit cái công việc mà nó phải làm, tức là cái hàm của mình đây. Với cái đối số truyền vào là my list đây. Rồi for i in range 5. À, đây là một cái cách viết tổng quát hơn, tức là mình bao gồm nó lại trong một cái list. Rồi, đây là cũng một cái cách viết tương đương với ở trên nha. Rồi, thầy anh chạy lại để thấy là mọi thứ vẫn ok ha. Rồi, bây giờ mới bắt đầu tới vấn đề khó đây. Thực tế ra đó, cứ dùng cái thread pool executor và dùng cái hàm, dùng cái phương thức submit á, thì cái này nè, nó sẽ trả về một cái đối tượng, và đối tượng đó người ta hay gọi nó là filter. Rồi, anh sẽ giải thích filter là cái gì. Filter nếu mà dịch sang tiếng Anh thì nó giống như là cái thế hệ tương lai thôi ha, là một cái đối tượng mà sau này mình sẽ có được cái kết quả khi mà nó thực thi xong cái công việc, khi mà nó submit xong á, là nó submit cho worker làm cái hàm này nè, thì hàm này nó sẽ bắt đầu nó thực thi.
chính xác á, thì nó chuyển sang cho một cái thằng event loop nữa, cái đó từ từ mình sẽ học sau. Nhưng mà mình chỉ cần hiểu cái nội dung của nó là cái cơ chế nó đó, nó submit cái hàm này cho cái thằng worker, nó làm việc ở một cái nơi nào đó, sau khi nó làm xong nó hứa là nó sẽ trả về một cái kết quả cho mình. Và những cái kết quả mà nó sẽ trả về đó, người ta không biết trước, và người ta đặt nó là một cái biến, tên là giống như là tương lai vậy, là một cái biến mà sau này sẽ được, sẽ có khi mà nó thực hiện xong. Thì ở trong JavaScript ấy, nó tương đương với cái promise, promise á. Đây là anh viết chữ để ai có thể đã từng gặp nó. Cái đối tượng promise, promise hay là promise của JavaScript á, là nó ai mà sử dụng cái Ajax để mà gửi đó, get hay là set hay là put hay gì đó, post gì đó chẳng hạn á, thì đều có cái đối tượng promise để mà trả về, tức là nó trả về cái kết quả nhưng mà không phải là mình có liền. Cho nên thực tế ra là cái sub hàm submit này nè, nó sẽ gửi cái hàm này cho cái worker nó làm, và nó hứa chắc chắn là có một cái kết quả trả về ở filter. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu mình duyệt từng filter này để có thể lấy ra cái mà nó làm được. Người ta sẽ duyệt qua filter, for filter, for filter, từng cái đối tượng filter này, filter, filter, T-U-R-E, không có S, tức là dòng for là phần tử trong filter đó. Đây là một cái list 5 thằng, thì chắc chắn là filter cũng sẽ là một cái list, nó gom gom lại 5 thằng cho nên nó mới có cái S ha. Bây giờ mình tách ra, mình xét từng phần tử thôi. For filter in, in cái gì? In cái filter này khi mà nó thực hiện xong, thì nó có một cái hàm, hàm đó chính là hàm is completed, completed, completed. Đây, cái hàm này nè là tương đương với cái nghĩa là khi mà nó thực hiện xong ha, thì cái hàm này á, là của cái lớp filter, của cái đối tượng filter, của cái phương thức filter hay là của cái class filter, nó xuất phát từ concurrent rồi filter trên, rồi chấm một cái, rồi nó mới có hàm is completed, tức là cái đối tượng filter này nè ha, khi mà nó thực hiện xong ha, thực hiện xong của tất cả những cái filter này. Rồi anh giải thích bằng cái ngôn ngữ bình dân cho mọi người hiểu ha. Với cái khả năng mà nó thực hiện xong á, khi mà nó thực hiện xong của cái nguyên cái đối tượng filter này nè, cái list này nè, thì từng cái trong đó nó sẽ trả về kết quả là filter này, filter này, và nó có một cái hàm để lấy kết quả là hàm result. Rồi đây là xong nè. Bây giờ nếu mà mình print coi, nếu mà mình print coi, mình sẽ có cái kết quả, tại cái thằng này nó trả về mà, nó trả về một kết quả, nó chính là cái sum này. Rồi anh sẽ chạy thử rồi anh giải thích lại nha. Rồi mấy mọi người thấy nha, anh sẽ giải thích lại nha. Thực tế ra đó là cái hàm execute submit này nè ha, nó không chạy liền được ha. Sau khi mà mình submit hết 5 thằng lên á, thì nó sẽ đưa lên một cái bộ mà nó quản lý cái event á. Nó sẽ làm cái vòng lặp, nó sẽ duyệt ra những cái nào chưa làm, nó lôi ra nó làm. Nó thực thi 5 cái list này xong, nó thực thi cái list, cái 5 worker này xong á, nó sẽ trả về một cái đối tượng, mà đối tượng đó đó nó gọi là filter. Mình phải duyệt từng phần tử trong cái filter này mà sử dụng hàm is completed ra, thì nó mới có cái filter. Từ cái filter này á, nó có một cái phương thức, một cái phương thức là result nè, là tự động nó trích rút ra cái thằng resume, là cái kết quả của cái công việc mà nó làm. Ở đây mình có 5 thằng cho nên mình sẽ có được 5 thằng, gọi 4 năm. Rồi cái đó là một cái ghi chú thứ nhất nha. Cái gì mà bấm gì? Rồi bấm quay rồi. Bà xã sợ chưa có quay cho nên là bây giờ bấm quay video rồi ha. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Rồi bây giờ giải thích về ý nghĩa is completed này đi nha. Is completed, completed là khi thực hiện xong đó. Khi thực hiện xong thằng này có nghĩa là hoàn chỉnh rồi đó, thì nó mới in ra được cái kết quả. Mà cái filter này nè, filter này nè, nó bằng, tức là nó bằng thằng này. Mà thằng này á, là mình xếp theo thứ tự từ 0, 1, 2, 3, 4, 5 à, 0, 1, 2, 3, 4. Nhớ nha, 0, 1, 2, 3, 4 xếp theo thứ tự nha. 0 trước, index là 0, 1, 2, 3, 4. Cho nên rằng á, từng phần tử filter nè cũng xếp theo cái kiểu index là 0, 1, 2, 3, 4. Như vậy á, thì nó ra kết quả 5 thằng á, thì giải thích như thế này. Thằng này nè là ở vị trí 0,
thằng này là ở vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 4 theo đúng thứ tự khi mà mình đưa cái thằng này vô theo 0, 1, 2, 3, 4. Nhưng có thể là thằng này nè, có thể là thôi nha, có thể là thằng này nè, thì anh Tô nè, nó thực hiện còn xong trước thằng này luôn. Hoặc là thằng này nè, thực hiện còn xong trước cái thằng ở trên luôn. Nhưng mà tại vì mình sử dụng cái phương thức is completed, có nghĩa là toàn bộ nó thực hiện xong, thì in kết quả của từng thằng ra, mà từng thằng đó là theo thứ tự của mình submit vô. Lấy ví dụ cái filter này á, là mình submit vô theo thứ tự là 0, 1, 2, 3, 4 thì nó hiện ra kết quả là 0 xong nè, 1 xong nè, 2 xong nè, 3 xong, 4 xong. Nhưng mà có thể là thằng thứ tư này nè, thực tế ra nó đã thực hiện xong trước cái thằng 2. Có thể là thằng 3 thực hiện xong trước cái thằng 1 luôn, thằng 0 luôn. À, hiểu ý nói không? Chứ không phải là nó thực hiện theo thứ tự đâu. Nó chạy đồng thời, concurrent, nó chạy đồng thời. Mà đã chạy đồng thời thì có khả năng thằng này chạy nhanh hơn thằng kia, thầy chạy trước thằng kia hay là gì đó. Nhưng mà nó chỉ xê xích nhau chút xíu thôi. Còn nếu mà bây giờ mình có cách nào để mà mình có thể mình truy nó ra được không? Anh nghĩ là có thể bỏ nó vào trong cái hàm này để coi. Ví dụ mình cung cấp cho nó một cái name để mà mình theo dõi nha, cung cấp cho một cái name, và mình in thêm một cái câu nữa kèm thêm cái name đó. Ví dụ như mình print rồi print cái gì, mình print cái chuỗi nha. Rồi cái thread này nè, cái thread mà nó có cái name này nè, nó có cái name này nè, à, có cái name biến mà mình truyền qua này nè, đó. Đã thực hiện xong rồi, đây là cái tên mà anh đánh dấu hai nhái để nó phân biệt nha. Rồi đã thực hiện xong, finish in ESH ở đây, ví dụ vậy đi, đã thực hiện xong. Rồi anh coi lại cái câu văn anh nha, trong cái phương công thức của anh á, tính toán đó, thằng nào thực hiện xong thì anh cho nó báo là đã thực hiện xong name. Rồi bây giờ anh sẽ truyền vô. Như vậy á, thì cái công thức của anh, cái hàm của anh nó cần hai đối số, đây chỉ có mới một đối số thôi. Bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cái đối số thứ hai vô cho nó. Đối số thứ hai anh dự định cho là thằng y, để mà mình theo dõi y nào. Y không thì coi như nó tên là không, y một tên là một ha. Rồi mình chạy lại thử coi mình coi như thế nào. Rồi như vậy 1 0 1 2 3 4 nè, em thấy em nó đi theo thứ tự nè. Như anh nói á, khi mà filter á, nó thực hiện á, là xong hoàn chỉnh hết rồi nó mới in ra. Cho nên là A is completed, mà khi mà thực hiện xong hết mà filter này á, theo thứ tự, cho nên rằng á, nó sắp xếp theo thứ tự, không thực hiện xong, 1 thực hiện xong, 2 thực hiện xong, 3 thực hiện xong, 4 thực hiện xong. À, bây giờ mình thử không theo thứ tự coi như thế nào. Rồi mình không print theo thứ tự. Rồi anh đánh dấu cái này, anh sẽ thử cách khác. Rồi bây giờ for filter từng phần tử mà in cái filter không luôn, thử cái filter s thôi. For filter mà in filter, mình print thử đây. Print filter phần tử filter và chấm result thử đây. Rồi để anh coi thử đây. Nếu mà anh in theo kiểu này, ở trên là anh ngắt rồi ha. Rồi anh thấy rõ ràng ha, nó không theo thứ tự nha. Hồi nãy á, nó theo thứ tự là 0123 ha, bây giờ nó ra 01234 rồi, cũng theo thứ tự nhưng mà này chạy đồng thời với này nhanh hơn. 01234 đây có thể là nó ít quá cho nên nó không có cái gì đó, nó không có thấy được cái tính chất mà đồng thời của nó. Chờ anh chút xíu nha, anh kiếm cái này chút xíu để anh nói cho mọi người nha. Chờ anh chút xíu. A is completed, tức là A is completed filter in A is completed. Cái tiếng Anh của nó là filter cho từng phần tử khi thực hiện xong. Rồi bây giờ anh sẽ cho nó thử 15 thử nha, 15 thử đi. Rồi 15, đây là nó,
15 thì sửa lại 15, coi đây 15, không biết thế là có in ra 15. Rồi cho anh thử check chút xíu nha. Lâu lâu nó cũng có sẽ có cái vướng chứ vậy là không. Rồi đây là không theo thứ tự, đây là theo thứ tự nha. Rồi bây giờ 11, 12, 13, 14. Rồi bây giờ nếu như vậy là thằng này nè là nó sẽ in theo từng phần tử đã này, còn thằng này nó in theo cái mà nó hoàn thành, tức là nó ngược lại với cái nãy anh nói đó. Rồi tại mình cũng ít xài cái này, mình chỉ tham khảo thêm thôi. Rồi thằng này thì có thể là nó in theo từng cái mà nó hoàn thành, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, cũng giống nhau, không có cái nào hết. Rồi thử retrain time, tại vì thực tế ra nó bị ở một cái chỗ này, một lát anh sẽ giải thích cho. 0.001 đi, 1/1000 giây đi, import time. Rồi enter lại. Rồi ở đây thì bắt đầu có kết quả rồi đó, 4 6 7 8, không theo thứ tự. Rồi rồi anh check thêm một lần nữa, rồi anh bắt đầu anh giải thích lại nha. Rồi, check thêm một lần nữa. Rồi cũng như vậy thôi, cũng không có cái gì thay đổi. Rồi không sao, filter không nên biết. Rồi cái này thì cũng không có quan trọng nên nói chung mình cũng không cần. Nói chung có hai cách, nhưng mà theo anh nên hiểu cái cách này thì nó dễ hơn, nó hay hơn. Nó chỉ bị như thế này, anh giải thích tại sao mà nó cứ bị trục chặt những cái nhỏ nhỏ này. Thực tế anh giải thích cho, cái mục đích của cái thread á ha, là nó để giải quyết những cái công việc mà nó mất thì giờ ha, mất thì giờ. Nó dính tới cái chuyện mà đọc xuất thiết bị, đọc file hay là kết nối internet, hay là cào dữ liệu, hay là trích data trên mạng, hay là tạo những cái socket để mà trao đổi thông tin á. Tức là những cái mà nó mất thì giờ á, nó liên quan tới vấn đề mà IO á. Giống như hồi trước anh có nói sơ đó, cái gì mà nó liên quan tới vấn đề nhập xuất á, IO nó hay gọi là IO bound, nó hay viết như thế này, I hoặc là O, input output, bound, BOUND. Những cái gì mà nó liên quan tới cái thao tác mà nó mất nhiều thì giờ, mà liên quan tới vấn đề nhập xuất. Và một cái nó gọi là CPU bound, tức là nó liên quan tới việc tính toán của CPU. Thì thằng này nó mất thì giờ hơn, thì người ta hay dùng cái này để thread nó giải quyết. Tức là nhờ thằng thread nó giải quyết được cái chuyện mà nó chậm trễ này nè, nó có thể nó làm thực hiện đồng thời cùng lúc như thế nào đó, để nó hạn chế cái thời gian nó không bị mất nhiều quá. Còn cái thằng CPU bound á, thì người ta không, ít khi nào, hầu như không bao giờ người ta dùng thread để giải quyết. Tại vì cái tốc độ của thằng này á, thì nó quá nhanh, nó tốc độ quá nhanh. Mình á, mình thì lại dùng cái thread á, để giải quyết cái CPU này nè. Cho nên chính vì vậy á, mình không thể nào mà mình khống chế nó theo ý mình được, trừ khi nào mà sắp tới đây á, mình sẽ có bài mà mình đao dữ liệu từ trên mạng về đó. Tức là nó cái dạng IO bound này nè, cái dạng problem mà cái vấn đề mà giải quyết á, bị dữ này nè, thì mình sử dụng thread á, thì nó hiệu quả. Còn bây giờ mình đang giải thích thread nhưng mà mình sử dụng cái tốc độ của CPU đó. Cho nên chính vì vậy á, nó mới xảy ra cái vấn đề như thế này. Mọi người hay thắc mắc, nói tại sao anh làm, anh nói như vậy mà cuối cùng thấy nó cũng vậy. Thực tế ra nó là do mình tạm thời mình mượn cái chế độ mà CPU xử lý, và mình đặt một cái hàm làm trễ vân vân ha, để mà cố gắng giải thích là nó làm trễ, để mà giải thích là dùng cái thread nó sẽ có cái lợi như thế nào. Thì thực tế nó không hợp lý lắm, nhưng không có cách nào khác. Cho nên cái chuyện mà dùng cái slip này nè, thực tế ra là nó buộc, nó ép cái chương trình của mình nó phải ngưng thôi. Chứ còn thực tế nó không có thấy là nó nhanh hay là nó chậm, mà tại vì ép nó phải nghỉ thôi. Anh nói lại sơ thôi nha, kết luận là đơn giản là những cái này nè, mình so sánh với nhau mình thấy nó không có hiệu quả, thấy chẳng có cái gì hết. Nhưng mà vì mình dùng cái công việc mà cần mất thì giờ này nè, mình không có, mình tạm để mình lý luận thôi. Mình lại xài cái tốc độ tính toán của CPU, cho nên nhiều lúc mình không phân biệt được rõ ràng ha. Rồi bây giờ anh cứ đi tiếp thôi, tới đâu thì tới ha. Có nghĩa là bây giờ mình phân biệt được đó, mình tạo một cái thread ha, với lại cái hàm submit, nó submit từng thằng một.
Rồi bây giờ mình nảy ra một cái ý nữa, bây giờ để cho nó nhanh đỡ mất thì giờ anh bỏ hàm sleep nha. Rồi sleep nha, bây giờ mình dạy mình bắt đầu mình suy nghĩ một vấn đề khác nha. Rồi bây giờ anh sẽ ôm lại bài, anh coi thử cái năm nha, anh lấy là năm nha. Anh em nhìn kỹ cái khúc này nha, khúc này khó nha. Rồi anh chạy lại, đừng quan tâm thằng nào chạy trước chạy sau, chỉ biết là nó chạy đồng thời thôi nha. Nó chạy concurrent. Rồi rồi như vậy thì anh sẽ bỏ luôn cái dòng này luôn. Tạm thời để khỏi mất công anh cứ ghi chú nó thôi, để lát rồi có xài lại. Rồi anh chạy lại nha để cho mọi người thấy. Rồi ở đây anh xài tới 15 rồi 5. Rồi chạy lại nha. Rồi mọi người thấy nè, đây là 5 cái worker. Bây giờ cái bài toán này á, thì nó có một cái mình nhìn vào đây mình hiểu nè. 5 worker, mỗi worker cùng thực hiện cái phép toán này thì nó ra kết quả như thế này, là 5 thằng nào cũng làm hoàn chỉnh hết, thằng nào cũng làm hoàn chỉnh phương thức này hết. Bây giờ có cách nào 5 thằng này mà chỉ làm một công việc này thôi, tức là nó phải chia ra làm 5 phần khác nhau. Đây là bài toán thực tế, còn đây chỉ là lý luận để mọi người hiểu là viết thread á, phương thức submit như thế này, phải viết như thế này ha. Đây mình á, là 5 thằng cùng chạy công việc này, tức là 5 công việc cho 5 thằng. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ cái vấn đề bài toán giải quyết là 5 thằng này chỉ giải quyết một công việc này thôi, tại vì công việc này rất mất thì giờ. Rồi như vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ làm như thế này, mình sẽ chia cái công việc này, đây là công việc vẫn là phải làm rồi ha, nó lấy cái list rồi. Bây giờ vấn đề giải quyết là mình chia cái thằng my list này nè ra làm thành 5 phần, có thể là nhiều ít khác nhau. Em có một cái công việc làm rất là mất thì giờ, em tạo cái thread để giải quyết vấn đề mất thì giờ đó, em tạo 5 worker và cái công việc mất thì giờ đó đó là em sẽ chia nhỏ nó ra thành 5 phần. Cách tốt nhất là 5 phần đó nên tương ứng bằng nhau, người ta gọi là cân bằng tải á, người ta gọi là cân bằng tải đó, để cho không cho cái này ít quá, cái kia nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ suy nghĩ cách để chia thằng này ra thành 5 phần, và mỗi worker sẽ làm trên một phần thôi. Như vậy thì 5 worker sẽ làm nguyên cái công việc từ 1 đến 100. Rồi mọi người hiểu đề bài ha. Rồi bây giờ cách giải quyết của anh như sau. X đi từ 1 đến 100, lũy thừa nó lên. Cái thằng đầu tiên sẽ lũy thừa từ 1 cho đến, rồi để anh đánh dấu ghi chú cho nó đừng báo lỗi nha. Rồi cái thằng đầu tiên sẽ đi từ 1 cho đến 20. Rồi cái thằng thứ hai sẽ đi từ 21 cho đến 21 cho đến 40. Và cái thằng thứ ba sẽ đi từ 41 cho đến 60. Rồi tiếp theo là tương tự là 61 cho đến 80. 1, 2, rồi tiếp theo là 81 cho đến 100, 81 cho đến 100. Rồi, anh coi thử nha. Thằng đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy rõ ràng ha, mình sẽ chia như thế này. Đây là cái list nha, mình sẽ chia cái list này thành 5 cái list nhỏ, đúng không? Mỗi cái worker sẽ hoạt động trên cái list này. Rồi như vậy thì đầu tiên sẽ là 1. Bây giờ mình phải tính toán cái công thức như thế nào đó. Thì anh sẽ đề ra cái công thức như thế này. Lấy Y ha, lấy Y nhân cho 20, Y nhân cho 20 cộng 1. Rồi đi tới dùng dấu 2 chấm đi nha, để phân biệt nha. Đi tới là Y cộng 1, tất cả nhân cho 20, nhân cho 20 rồi cộng 1 nữa. Rồi bây giờ thử coi nó như thế nào nha. Khi y bằng 0, y là in range 5 nha, 5 worker range 5, tức là 0 1 2 3 4. Khi y bằng 0 thì 0 nhân 20 bằng 0 cộng 1, vậy nó ra số đầu là 1 ha. Nó đi tới cái gì? Đi tới y bằng 0 ha, 0 cộng 1 ra 1, 1 nhân cho 20 cộng 1 là 21. Như vậy đây là nó sẽ chạy tới 21, xin lỗi. Rồi, đây là 41, 21, 40, 41. Rồi, đây là 61. Để anh ghi là thử ra đúng không nha. Rồi, 81. Rồi, từ 1 tới 21, tức là nó chạy từ 1 tới 20. Tại in range mà, đúng không? Range là nó phải chừa một số nha. Từ 1 tới 21, tức là 1 tới 20.
Như vậy khi y bằng 0 á, 0 nhân 1 á, 0 cộng 1 là 1, 1 nhân 20 là 20, 20 cộng 1 là 21, đúng số này ha. Rồi khi y bằng 1, khi y bằng 1, 1 nhân 20 là 20, 20 cộng 1 là 21 ha. Rồi nó đi tới từ 21 đi tới đâu, y bằng 1, 1 cộng 1 là 2, 2 nhân 20 là 40, 40 cộng 1 là 41 ha. Rồi lấy cái thằng cuối cùng, khi y bằng 4, 4 nhân 20 là 80, 80 cộng 1 là 81 ha. Rồi y bằng 4, 4 cộng 1 là 5, 5 nhân 20 100, 100 cộng 1 là 101 ha. Rõ ràng nó bằng cái đúng là 101, đúng không? Rồi như vậy mình sẽ có cái công thức này ha. Anh sẽ viết lại như sau. Rồi bây giờ là chia ra làm 5 phần, cái 5 thành phần đàng hoàng nha. Mình sẽ làm vòng lập for cái gì? À mình đang phần trên. Đây là mình tính toán cho thằng từng thằng một, đúng không? Từng trừ x. Rồi anh sẽ bắt đầu viết nha. Bây giờ mình sẽ viết cái này thôi nha, chưa có cần tới cái kia, mình sẽ viết cái này thôi nha. Rồi mình viết nè, executor nè là cái lớp quản lý của nó nè, đúng không? Mình sẽ submit là submit cái công việc mà nó phải làm, tức là sum exponent. Rồi bây giờ mình đưa vô cái công việc cho từng thằng. Đây là cái list nè, công việc cho từng thằng. Bây giờ nó sẽ là cái my list này mà phân chia ra, như vậy nó sẽ là my list nè, đúng không? Ở phần tử nè, phần tử nó phụ thuộc vô y nha, phụ thuộc vô y, cho nên ở phần tử nè, phần tử y nè nhân cho 20 nè, rồi cộng cho 1 nè, đến phần tử tiếp theo sẽ là y nè cộng 1 nè, rồi tất cả nhân cho 20, giống như nãy mình tìm ra đó, tất cả nhân cho 20. Rồi tất cả nhân cho 20, rồi mình cũng cộng 1 nữa. Rồi như vậy là xong ha. Rồi sau đó còn cái name này nha, name này nè ha. Nếu mà muốn truyền đối số name nữa thì đây là truyền đối số name để biết là thằng nào làm ha. Rồi for, rồi tới đây hết ha. Rồi bây giờ tới for y, rồi in range 5. Rồi tất cả đóng ngoặc vuông lại. Rồi mình coi lại thử nha. Đó rõ ràng mọi người hiểu không? Với cái cách mà nó xuất hiện những cái số như thế này, mình tìm ra được cái quy luật của nó là như thế này. Bây giờ mình chỉ lấy từ phần tử này, từ phần tử này đến phần tử này, thì tùy theo y mà nó lọt vô cái khoảng nào, đúng không? Theo đúng như mình chia ra làm 5 phần. Như vậy thì cái my list nè, mình sẽ lấy từng phần tử đó đến phần tử đó thôi. Rồi mình chạy nó ra. Rồi như vậy thì là xong ha. Bây giờ ở đây mình có thể ghi chú thread name là finish, nhưng mà cái sum là sum này của riêng từ nó nha. Rồi mình chạy thử thôi. Rồi đây là anh cũng để ghi chú để mọi người tham khảo luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ run thử. Rồi mình chưa có print riêng từng thằng, tại nó là filter mà, đúng không? Cho nên là bây giờ mình đặt nó là một cái đối tượng mà nó sẽ trả về là filter. Rồi nó sẽ bằng hết này. Bây giờ mình duyệt qua từng thằng để nó print từng thằng có kết quả nó sẽ làm như thế nào. Rồi mình sẽ là for ha, for filter giống như trên nhé, for filter từng thằng một ha, mà in concurrent. Ở đây mình đã có import nó ngay từ đầu, concurrent với filter rồi, cho nên ở đây mình có thể, ủa đằng nào cũng phải viết lại, in concurrent rồi filter. Rồi mình sẽ is completed của cái filter TURES hết toàn bộ. Mình sẽ print cái kết quả ra. Rồi print PRINT, print kết quả ra là cái filter con, từng phần tử filter con, thực hiện phương thức reserve. Rồi như vậy là mình sẽ có nha. Mình chạy thử cái mình được cái 5 cái nha. Rồi em thấy không? Rõ ràng á, là cái số nhỏ nhất nè, từ 1 cho tới 20 á, thì cái kết quả nó nằm ở đây nè, là số nhỏ nhất. Nhưng mà như anh nói á, nó chạy đồng thời á, concurrent á, thằng trước thằng sau mình không có phán đoán được đâu ha. Nhưng mà mình có thể nhìn vô kết quả mình biết là thằng này nó chạy trước nè. Đây chính là cái thread 0 nè. Thread tiếp theo chính là cái thread 1 nè. Và đây là thread 2 nè, rồi đây thread 3 nè, đây là thread 4. Mình sẽ sum cái 4 5 thằng này ha, mình sum 5 thằng này và mình so sánh với lại một lần chạy duy nhất, coi mình coi cái đáp số nó có giống nhau không, đúng không? Ở đây em thấy rõ ràng, nếu em không tách riêng ra, em không có điều khiển riêng được từng thằng theo cái cách mà anh trình bày á,
thì em không thể nào em phân chia công việc ra được cho 5 phần và mình cộng dồn 5 phần đó ra để ra kết quả chung, để mà mình so sánh với lại cái một cái thực hiện, rồi mình còn tính thời gian coi thằng nào nó sẽ nhanh hơn, có đúng là nhanh không mà đi thực hiện cái thread làm gì đó, đại khái vậy ha. Rồi bây giờ tìm cách sum nó lại. Sum nó lại thì đơn giản lắm, ở ngoài này đó anh sẽ đặt một cái kết quả total sum đi. Rồi. Bằng 0. Đúng không? Bây giờ anh sẽ cộng dồn lại. Anh print cái gì? Anh sẽ cộng dồn lại. Total sum này. Đó, anh sẽ cộng dồn lại. Rồi, cái kết quả của nó. Rồi, như vậy á, thì sau khi chạy xong cái thread của anh 5 thằng worker nè, thì anh sẽ có một cái total sum là kết quả của 5 thằng cùng làm. Đúng không? Anh chỉ cần print nó ra ở đâu đó. Anh print nó ở đâu đó, ví dụ như anh print ở đây. Còn đây anh để dành cho mọi người tham khảo ha. Anh print nó đây. Print. Rồi, cái total sum coi. Đó. Đó. Thì đây chính là 5 thằng cộng dồn ra kết quả. Anh tính riêng cho một lần làm duy nhất thôi. Anh coi hai thằng này nó có giống nhau không. Rồi, bây giờ cái thằng một lần làm nha. Anh gọi hàm sum của anh không cần thread. Hàm sum của anh, sum exponent của anh không cần thread. Anh đưa cái my list của anh vào. Đúng không? Anh làm một lần duy nhất thôi. Cái của anh nó có một cái name nào đó ha. Cái name nó nhìn lên trong đây giống như hôm bữa anh có đại giải thích rồi đó. Name đưa vào đây rồi sau đó đưa cái name vào đây, chẳng qua là đưa chữ chơi thôi, không có dính dáng gì tới cái thread hết đấy nha. Cho nên ở đây mình có thể cho đại một cái ký tự nào đó chẳng hạn. Rồi, đây chính là anh gọi thẳng không dùng thread. Bây giờ hàm này gọi thẳng là nó sẽ chạy, nó trả về kết quả là sum. Vậy thì đây chính là cái kết quả tổng cộng của nó. Anh print hai thằng này. Rồi, bây giờ anh so sánh hai thằng này có thực sự bằng nhau hay không. Đúng không? Rồi, anh print. Rồi anh chạy. Em thấy không? Ở trên á, là mình sử dụng thread nè. Ở dưới á, là mình sử dụng riêng không dùng thread nè. Và kết quả đều giống nhau. Chỉ có một cái duy nhất á, anh chưa tìm hiểu ra được nha. Cái này là anh sẽ nhờ mọi người nếu mọi người làm được. Còn nếu không anh sẽ từ từ suy nghĩ. Hai kết quả này á, thực tế là phải bằng nhau. Nhưng mà không hiểu anh làm 100 lần nó vẫn lệch một đơn vị. Anh nói trước là lệch một đơn vị. Mà một đơn vị này á, thực tế là em biết mà số này á, được đọc là đọc số này là tỷ 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 ngàn tỷ 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 gì đó. Thì so sánh hai cái ngàn ngàn tỷ 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 này với này này mà nó lệch nhau một đơn vị, thì nếu anh tính về sai số phần trăm của phép toán thì nó vẫn ra là 100%. Cho nên tạm thời anh chấp nhận, tại vì anh không tìm ra được lý do tại sao mà nó lại lệch một đơn vị. Nếu mà em làm phép toán sai chắc chắn sẽ lệch nhiều, không thể nào lệch một đơn vị hết nha. Cho nên ở đây nếu mà anh em nào có thể tìm ra được lý do tại sao một đơn vị thì cho anh biết nha, có đôi góp ý kiến cho anh sẽ rất là cảm ơn nha, tại anh không tìm ra được cái này nha. Một đơn vị thôi, số hàng tỷ 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 tỷ, cho nên sai số với nó phải nói là rất là nhỏ, chấp nhận được. Thì khoa học vẫn xài epsilon mà ha. Rồi ok, như vậy là mình đã thực hiện xong. Bây giờ công việc tiếp theo của mình sẽ thử tính toán coi. Anh Hoàng nói xài thread này chia ra làm 5 thằng chạy nè, mà thấy viết phức tạp quá, chạy một lần ngon hơn. Bây giờ mình coi cái thời gian nó có như thế nào. Rồi y bình thường thôi. Để tính cái thằng sum này nè, total sum này nè, anh sẽ bắt đầu từ total sum này. Anh đặt cái thời gian chạy nè. Rồi anh gắn là start time bằng, bắt đầu lấy từ cái time của đồng hồ, đúng không? Dùng cái phương thức là performance counter tính giờ. Sau tới đây print luôn thằng sum luôn, anh mới in ra được cái kết quả nó. Ví dụ anh print cái thời gian thực hiện là print. Rồi anh print một cái chuỗi, anh nói là cái duration thôi. Anh ghi chú là của cái thằng total sum nha. Total sum. Rồi anh ghi chú của anh total sum này ha. Thì cái duration nó sẽ là, rồi duration nó sẽ là rồi anh tính toán. Anh sẽ lấy cái thời gian bây giờ nè, cũng dùng hàm performance counter, anh trừ đi start time. Rồi như vậy rõ ràng á, đây á là cái câu báo cho biết là thời gian thực hiện của total sum. Rồi bây giờ còn đây anh tính riêng cho thằng này. Anh sẽ bắt đầu tính start time là thời gian bây giờ cũng y chang ha, sẽ bằng cái time. Rồi
time.performancecounter luôn. Rồi cuối cùng anh cũng thông báo giống như vậy luôn, nhưng mà lần này anh sẽ lấy Ctrl C, anh sẽ lấy Ctrl V và anh sẽ lấy là cái thằng này là cái function là cái hàm đấy ha. Thời gian thực hiện của cái hàm là như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh coi thằng nào chạy nhanh hơn nha. Thằng này viết gọn lắm ha, nhưng mà để giải quyết ví dụ sau này mình có cái vấn đề phức tạp á, nếu mà không mất thì giờ thì làm nó. Nhưng mà bây giờ mình kết nối mạng internet, download dữ liệu rồi vô SQL database tự lừa hết, nó rất là mất thời gian. Cho nên á, mình làm. Và một cái nữa mình cũng làm, nhưng mà mình làm theo cái kiểu thread ha, thậm chí là 5 đấy, cho 10, 15 nó còn chạy nhanh hơn nữa. Giờ mình coi thời gian thực hiện hai này. Rồi mình run nó. Rồi bây giờ thời gian thực hiện của thằng này á, là 0.011. Thời gian thực hiện của phân sinh là 0.01. Total sum là sau thực hiện nó lâu hơn nhiều á, đúng không? Lâu hơn nhiều. Rồi bây giờ nó thực hiện lâu hơn nhiều thì lý do tại sao? Đáng lý nó phải nhanh hơn nhiều chứ. Rồi không sao, thử gắn cho nó một cái tốc độ thử coi. Chờ xíu nha, phép toán là làm này anh đã kiểm tra anh kỹ rồi. Ngừng 0.001 giây. Rồi thử chạy lại thử coi. Rồi total sum 0.3. Đó, bây giờ so sánh nha. Thời gian thực hiện của này là chưa tới 0.3 giây. Thời gian thực hiện của thằng này là 1.5. Tại vì lý do rất đơn giản, giống như anh nói á, đem so sánh giữa cái thuật toán mà dùng cho CPU tính toán á, thì cái chuyện nó lệch lạc này, nó hơi này ha. Cho nên tạm thời cho nó ngưng, cho ngưng lâu chút xíu, anh em chịu khó chờ gấp 10 lần thử coi, để mình coi rõ ràng vấn đề hơn. Rồi ha, rõ ràng cái thread á, là nó chạy là nhanh hơn là khoảng chừng 5 lần 5 3 15, đó là chính xác á. Tại vì mình tạo cái thread là 5 cái thread ha, cho nên nó chạy nhanh hơn là 5 lần 5 3 15, phải rõ ràng. Đây là hàm chạy riêng một mình, đây là 5 cái thread chia nhau ra chạy, nó sẽ giảm đi thời gian khoảng 5 lần, đúng không? Rồi bây giờ mình thử lại một chút xíu nữa, mình cho nó là 15 cái thread. 15 cái thread tức là cái này là phải chia lại 15 nữa, phức tạp quá. Đơn giản đúng không, mọi người hiểu ha? Nếu mà chia 15 thì phải chia cái này ra 15 nữa ha. Mất công đi tìm cái công thức, nó ngồi liệt kê coi nếu mà 15 thì như thế nào, hay là 10 như thế nào. 10 thì chắc dễ hơn. Rồi bây giờ 10 đi, nếu 10 thì đây sửa lại là 10 có đúng không nha. 10 thì chắc là đúng rồi, cho nó dễ đi. Rồi 10 thì là 1 cho tới 0.11. Rồi chắc 10 đúng á. Rồi sửa 10 đi, thời gian nó sẽ nhanh hơn 10 lần. Rồi ví dụ như vậy. Rồi mình chạy lại thử coi. Rồi 10 lần thì đây mới có 15 mà, cũng 3 lần thôi. Có bị sai ở đâu không, cho ngó ngay. À đây, WorkFit khai báo là 5. Rồi thế mình phải coi kỹ, lâu lâu mình cũng phải sót chứ, đúng không? Rồi mình chạy lại. Cái chỗ nào nữa em? Còn dòng nào nữa không? 10 nè. Dòng 26, dòng 26. Filter list này, à rồi ok ha. Rồi đây là 10 nữa nè. Rồi 10. Rồi 10 ha, in range 10. Rồi mình chạy lại. Đó thì đây là 0.16. Thì gấp 10 lần đó, khoảng chừng 16, 1.6 ha, 1.5, 1.6 rồi đó. Thì nó là tương đối thôi, tại vì mình đã dùng cái toán mà tính về CPU thì cái tốc độ nó không chính xác đâu. Nhưng mà rõ ràng mình đã hiểu được cái vấn đề là tạo cái thread. Thay vì mình viết bằng tay 10 cái thread riêng riêng rồi mình star rồi mình join nó, thì sử dụng cái pool này nè, là nó là một cái contact manager, nó quản lý luôn cái pool của nó, bao nhiêu worker, và tự nó sẽ star và join luôn, mà mình không cần phải làm. Cái khó mà mình cần phải làm á, là mình sắp xếp giải quyết công việc giống như nãy đó. Đây là một công việc nó cần phải hoàn thành, nó là phải lũy thừa sum của thằng 100 này. Bây giờ mình sẽ tìm cách là mình tách nhỏ nó ra thành 10 thread, và mình sẽ đi viết như thế này để có sự phân chia đó. Rồi mọi người hiểu rõ cái này ha. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình có một cái đề bài nào khác không? Rồi bây giờ có một cái đề bài như sau.
đây á, là anh sẽ làm á, là một cái công việc nặng nề mà có một công việc làm duy nhất là lũy thừa 100 thôi. Bây giờ mình nảy ra một cái đề bài khác. Giả sử nha, worker của mình á, mình làm đơn giản 5 thôi, 5 worker thôi, 5 worker rồi. Rồi để anh sửa lại 5, sửa lại 5, sửa lại 5 ha. Còn trong đây thì sẽ tính sau nha. 5 worker, rồi submit for e-inrent 5, rồi chuyện gì tính sau. Anh có cái bài toán như thế này. Có cái 5 cái công việc khác nhau, 5 công việc khác nhau. Bây giờ anh muốn tạo cái thread, mỗi worker sẽ hoạt động trên một cái công việc đó. Rồi lấy ví dụ, đây anh có một cái hàm thứ nhất, đúng không? Hàm thứ hai được gọi là hàm A, có thể đưa vào một cái string nào đó. Rồi, và hàm A này sẽ trả về một cái return để mình biết, mình canh me nó thôi. Trả về ký tự là AAA. Rồi sau đó anh có thêm một cái hàm khác nữa, hàm đây tên là hàm B, cũng có thể là đưa vào một cái chuỗi nào đó để mà mình tính toán gì đó. Và sau những cái tính toán phức tạp, nó sẽ trả về ký tự là đi như thế này. Rồi giả sử như 3 thôi nha, 3 đi để khỏi viết, nhưng mà anh em hiểu á, mình có 3 cái công việc phức tạp mà mất thì giờ làm. Bây giờ mình sẽ tạo cái thread. Thay vì nha, thay vì suy nghĩ kỹ nha, bình thường mình chạy á, thì cái này nó chạy xong rồi nó mới chạy tới thằng này, lệnh mà code mà. Đây, code nè, code của nó đây. Rồi, chạy cái sum, chạy cái sum, sum exponent. Rồi, rồi lỡ viết luôn đi. Chạy cái sum exponent. Chạy cái sum exponent. Rồi. Rồi, chạy xong exponent, sum exponent á, sẽ chạy tiếp. À quên nữa, mình không dùng chữ chạy đó nha, cứ để hàm mà gọi thôi, mà khỏi viết đối số nha, minh họa thôi. A. Rồi tới B. Rồi. Rõ ràng á, ở bình thường á, code á, thì nó chạy thằng này xong, rồi nó mới chạy thằng này, rồi sau đó nó mới chạy thằng này. Cho nên thời gian á, nó sẽ cộng dồn lên, có thể 3 thằng khác nhau. Bây giờ mình lợi dụng cái thread, mình tạo một cái thread gồm có 3 cái mắc worker, gồm có 3 công nhân. Mình cho công nhân này nó chạy cùng lúc. Đó, thì đó là cái vấn đề mà cái thread nó giải quyết được. Mình cho 3 công nhân này chạy cùng lúc. Bây giờ mình làm sao mình viết vô trong đây nè. Đó, làm sao mình viết vô trong đây. Rồi, bây giờ cụ thể mình có cái hàm này làm công việc này, hàm này sẽ làm công việc này, hàm này làm công việc này. Để cho đơn giản bỏ cái name này đi, cho nó một đối số cho nó dễ chịu. Rồi, không cần này luôn. Rồi, rồi bây giờ anh em mình sẽ suy nghĩ giống như mình nghĩ giải lao chút xíu nha. Mình thử suy nghĩ ai có thể làm được. Anh nói lại nha, bây giờ mình có 3 cái công việc sum là trên, và đây đưa ra đây A, B. Rồi, bây giờ ở đây mình sẽ tìm cách mình viết cái này như thế nào để có thể sử dụng cái worker gồm 3 cái công nhân này. Mỗi công nhân sẽ hoạt động trên một công việc khác nhau. Rồi, đó anh em nghỉ giải lao 5 phút suy nghĩ nha, rồi mình sẽ giải quyết nha. Phải anh hào hứng anh đưa ra vậy thôi, chứ có anh cũng đâu giải quyết, bây giờ mới ngồi suy nghĩ nè. Rồi anh suy nghĩ ra đó. Rồi bây giờ để cho anh em thêm vài phút nữa nha. Giống như mình nghĩ giải lao đi, để anh em có đặt câu hỏi hay có thắc mắc ngay khúc này đó, thì anh mình có trao đổi chút xíu đi rồi mình đi tiếp. Rồi ai suy nghĩ được rồi thì cứ bật mic lên cho anh hay nha. Có thể đúng có thể sai không quan trọng nha. Đó, cái đó là cái gọi là tư duy á, để mà giải quyết vấn đề đó. Nó cũng hợp lý thôi, mình có 3 công việc khác nhau. Giống như á, anh sẽ nói thơ á, cái này nè là do anh tự nghĩ ra cái cách giải quyết. Chứ còn tìm trên tài liệu thì cũng không có một người nào nói cụ thể, tại anh không coi YouTube bài nào hết. Có thể trên YouTube có đó, mọi người tham khảo có thể là sẽ biết cái điều này. Nhưng mà anh chưa coi YouTube bài nào hết. Cái đó là nói thật luôn, tại anh không có giờ. Cái đó là mình tự giải quyết. Bây giờ anh nảy ra, mới đây anh nảy ra, bây giờ anh có 3 cái công việc như thế này. Bây giờ anh tạo cái thread gồm 3 worker. Anh muốn là làm sao bỏ vào đây nè.
để nó hoạt động trên từng cái công việc riêng của nó, rồi mình sẽ viết như thế nào. Không biết có được hay không nữa, anh cũng không dám khẳng định nữa, nhưng mà chắc là có thể được. Có thể là sai, có thể là được. Rồi mình sẽ đi tiếp nha. Có thể là anh giải quyết là sai đó, tại anh thấy cái thoáng thoáng nó có vẻ là sai. Nhưng mà cứ cứ từ từ, nếu mà nó có sai thì anh sẽ sau bài đó ha, anh sẽ nghiên cứu rồi anh sẽ trả lời câu hỏi, coi như đây là bài tập chung cho mọi người và cho cả anh luôn nha. Rồi bây giờ anh sẽ viết như thế này. Bởi vì nó phụ thuộc vô y, đúng không? Nó phụ thuộc vô y. Cho nên anh nghĩ ra một cái phương pháp, anh đã bỏ cái y name rồi nha, cho nó đơn giản nha, bỏ y name đi ha, chỉ còn string string với cái list gì đó thôi ha. Rồi, anh sẽ bỏ cái y này, đúng không? Và anh sẽ bỏ luôn cái này. Bây giờ anh sẽ viết cái gì vào đây? Nó phụ thuộc vào y. Vậy thì anh sẽ suy nghĩ là cái hướng như thế này. Anh sẽ làm cái hàm là công việc ha, công việc ở phần tử thứ y. Rồi từ đây chắc mọi người sẽ hiểu cái ý của anh. Rồi như vậy á, thì anh sẽ submit mỗi một worker nè, tùy theo y mà chạy thì nó sẽ lấy một cái list của cái công việc ở vị trí thứ y. Vậy thì anh sẽ tạo một cái list khác là list công việc. Rồi list công việc này á, anh sẽ cho là ha, list công việc nó sẽ là hàm thứ nhất, chính là cái sum exponent list này. À xin lỗi, anh sẽ đưa vào đây chứ, đưa vào bên đây cái công việc trước nha. Đưa vào công việc, đây là công việc nè ha, anh biết lộn nha. Rồi đây là cái công việc nè, công việc thứ y nè, đúng không? Rồi sau đó là cái đối số truyền vô, đúng không? Đối số truyền vô, công việc thì nó phụ thuộc vô y, mà đối số truyền vô nó cũng phải phụ thuộc vô y luôn, tùy theo từng y anh lấy đối số. Vậy đây á, anh đặt nó là đối số tiếng Việt ha, cho mọi người hiểu thôi, thứ y. Rồi như vậy là mọi người hiểu ý anh ha. Như vậy á, thì đối số thì dễ rồi ha, mình làm đối số trước thử đi, tại anh chưa suy nghĩ ra công việc. Anh làm đối số trước. Đối số là thứ y, tức là phần tử này phải có 3 phần tử. Thứ nhất là cái list, nó chính là cái my list. Tới đây anh thấy đúng, đúng không? Cái thứ hai là cái string của cái thằng A chẳng hạn, đúng không? Thì là một cái chuỗi nào đó, đưa một cái chuỗi nào đó nó return cái chuỗi đó đi, nó hợp lý hơn. Tất nhiên AA cũng được, BBB cũng được ha. Nhưng mà đây mình muốn cho nó đẹp hơn thì mình đưa chuỗi nào vô nó ra chuỗi đó. Rồi như vậy ở đây anh đưa chuỗi vàng vô, đúng không? Rồi mọi người chắc chắn là thấy cái này là hợp lý rồi, không có sai ha. Rồi đây chính là Minh. Rồi lấy ví dụ. Rồi như vậy xét riêng cái đối số nè, đưa từng vị trí thứ y vô thì rõ ràng cái đối số này là hợp lý nè, đúng không? Đối số là hợp lý. Rồi bây giờ tới cái công việc thứ y thôi. Công việc thứ y thì công việc thứ y á, thằng đầu tiên chính là sum, sum exponent. Rồi A, rồi giả sử B. Rồi anh đưa vào đây thử đi nha, chắc phải thử nha. Rồi mình chỉnh lại, worker là 3, công việc là nó tách công việc thứ y ra cho từng worker thứ y, cho từng worker thứ y ha, cho từng worker thứ y. Rồi đối số là vị trí thứ y, nó lấy cái đối số ở vị trí thứ y, đúng không? Đối số đây ở vị trí thứ y, rồi nó lấy ra, rồi anh run thử. Rồi rõ ràng là cái integer với string này á, xin lỗi, ra có thể là chạy rồi, nhưng mà tới cái cuối cùng này nè, làm sao mà lấy thằng này được, đúng không? Không thể nào mà lấy total sum, nó đâu phải số cộng nữa nha, anh chỉ print nó đơn giản thôi, đúng không? Đây không phải là lỗi nha, mà là do mình chế biến mình không xem hết. Rồi anh sẽ print cái kết quả từng thằng trả ra. Rồi như vậy thì nó sẽ có là cái filter, đúng không? Và result. Rồi thử chạy lại nha. Rồi trên đây thì thời gian chạy. Rồi đây là print sum my list này là dư rồi nha, tại vì anh đã bỏ một cái name của nó rồi ha, anh đã bỏ cái name nó rồi nha, mọi người nhớ kỹ nha. Đáng lý anh giấu cái này luôn ha. Rồi đại khái gì đi thôi, mấy cái này thì mình không có liên quan tới, tạm thời mình ngắt nó đi. Print này cũng không cần luôn, đây cũng là
lấy chơi thôi, chưa chưa có quên để tùm lum la mà đem đi chạy. Rồi anh đóng hết mấy này lại đi. Rồi mình coi chỉ tập trung vô cái bài toán mình giải quyết thôi. Mình có ba cái worker và làm việc ha, nó tách lấy cái công việc ở vị trí thứ y, rồi nó tách lấy đối số tương ứng vị trí thứ y và nó giao cho từng cái y worker ha, rồi mình run thử. Rồi ok ha, rồi như vậy là đúng rồi đó. Chỉ có một cái là sum này nè, nó lấy kết quả trả về á, mình có print cái thằng đầu tiên này thôi là không có nè, để coi nó bị lọt ở đâu mà nó... đây mới ra nè, quên xin lỗi. Rồi chạy lại. Rồi đó. Như vậy thì mọi người thấy rõ là cái cách giải quyết của mình cũng được chứ không có gì. Mình có nhiều cái công việc lắm mà cái thời gian nó rất là tốn ha, thời gian nó rất là tốn. Thay vì nó chạy tuần tự code chạy từng dòng, mình sẽ tạo một cái thread pool ha, gồm có số lượng công nhân là bằng cái công việc làm, và mình sẽ giao cho mỗi công nhân cái nảy sinh của mình là mình hiểu cái hàm submit nó submit từng thằng, cho nên là bao nhiêu cái ren nè ha, bao nhiêu công nhân nè, nó phụ thuộc vô cái y thứ tự đó. Vậy thì mình sẽ ăn gian mình đưa cái công việc thứ y vào đây và đưa cái đối số vào đây tương ứng, nó sẽ tách lấy ở vị trí thứ y, nó lấy sum này và nó lấy cái my list này, ở vị trí thứ y này nó lấy a là cái hàm a và hoàng này và b và v. Ok, rồi như vậy thì bài toán mình đã giải quyết xong ha, anh em có đồng ý cái đó không? Cái này cũng hơi căng, làm mà đưa ra ý tưởng bậy bạ mà chưa có suy nghĩ rồi giải quyết không ra nữa thì chết. Rồi đại khái như vậy đi ha. Như vậy thì bây giờ còn cái gì nữa không trong cái phần mà submit này? Rồi anh nhắc lại trước khi mình đi tiếp nha. Rồi submit á, để ý á, là nó có những cái cách viết như sau ha. Đây là một cái cách viết, tùy theo worker là bao nhiêu mình submit cái hàm đó, và theo cái công thức của mình á, cái hàm mà mình thực hiện á, mình cần một cái my list, mình đưa my list vô đây, và worker mình bằng bao nhiêu thì for i in range của worker á, mình phải viết đúng như vậy nha. Để anh em tham khảo, Ctrl Z. Rồi anh sửa lại cái số 5 này để anh em tham khảo nha, không bị lỗi nha. Rồi đó là một cách viết. Cách viết thứ hai là cách viết theo cái kiểu mà comprehension á, for in range 10 ha, đây là đóng ngoặc. Rồi để đồng hồ nó sai. Rồi submit nè ha, hàm list ha, đây là anh đưa thêm cái y vô. Rồi mai mốt anh em theo dõi là không có cái y nữa, cho nên á ta tạm thời bỏ cái y này nha, cái y name á, để anh em có thể chạy lại được á, khi tham khảo á. Range là 3 ha, không phải là 10 ha. Rồi mình đã sửa trên đây rồi. Rồi đây là một cái cách viết theo cái kiểu mà tổng quát ha, gom nó lại thành một cái list đơn giản thôi, thì nó sẽ trả về một cái đối tượng filter với từng cái đối tượng này ha, mình duyệt từng đối tượng này ha, khi mà cái từng phần tử trong đó đó nó thực hiện xong is completed thì mình có thể là lấy được từng đối tượng và mình có được cái kết quả. Nếu không mình sẽ từng worker mình không thể lấy được ha. Bây giờ mình có 3 worker, mình muốn coi worker 1 lấy được kết quả gì, worker 2, 3. Rồi tùy theo cái ý nghĩa là mình giải quyết cái bài toán chia ra làm 3 thì mình cộng dồn nó lại. Còn nếu mà bài toán mà chia ra là có nhiều công việc làm thì mình sẽ áp dụng cái dưới đây. Rồi tới đây là mọi người cũng rõ sơ như vậy nha. Rồi bây giờ tiếp theo là tới cái phần thứ hai, tức là không sử dụng submit mà sử dụng cái hàm map. Rồi hàm map thì nó sẽ như sau ha. Rồi, hàm map thì nó cái cách nó hơi khác chút xíu. Rồi mình sẽ viết lại with ha. Cũng này luôn, cái phát biểu của cái lệnh đó là with concurrent ha. Rồi future ở trên mình chưa có viết, có viết rồi nha, mọi người nhớ nha, ở trên là đã có viết rồi. Sau đó anh dùng phương pháp thứ nhất là submit. Đây là phương pháp thứ nhất. Rồi. Và đây là phương pháp thứ hai, cho nên anh không cần viết lại cái này nha. Nó chỉ có khác là sử dụng cái hàm submit thôi. Đây là phương pháp thứ hai. Rồi, phương pháp thứ hai. Rồi, with concurrent filter là không có viết lại nha, mình chỉ phát biểu luôn thôi. Trong with ha, thì tục vô ha, nó nằm bên trong có dấu hai chấm nè, cho nên ở đây anh cũng phải tục vô ha. Rồi tục vô, bây giờ mình sử dụng này, đây là cái bí danh mà mình đặt cho cái câu phát biểu with ha.
executor mình sẽ map. Rồi. Sử dụng cái phương thức map á, thì cái thằng đầu tiên á, chính là cái công việc mà nó thực hiện, nó chính là cái sum cái exponent ha. Rồi. Rồi tiếp theo cái lệnh map nè, đối số của lệnh map nha. Nếu mà mình có worker là 3 worker, nếu mình có worker là 3 worker ha, thì ở đây á, bắt buộc phải đưa một cái list về 3 worker đó, và ở đây á, người ta sẽ làm một cái vòng lặp như thế này thôi. Đây là tạo ra một cái list gồm 3 worker 0, 1, 2, 3 ha, và nó sẽ chạy thôi. Rồi bây giờ đây á, là cái hàm exponent của mình á, chỉ phải đưa một cái danh sách list vô nha. Rồi ở đây á, là mình map á, là thứ nhất là cái hàm, thứ hai á, những cái đối số mà đưa vào đây nè thì sẽ là những cái list, những cái list nha, những cái list. Bây giờ ở đây thì nó hơi khó chút xíu tại vì nó có bật tới bật lui nha. Bây giờ anh em cho anh copy thêm một cái này nha, để đem xuống dưới để mà dễ hiểu hơn nha. Ctrl C trước rồi giấu nó lại, rồi đem xuống dưới đây nha để mọi người thấy nha. Rồi rồi Ctrl V, rồi để cho mọi người dễ thấy, dễ giải quyết ha. Rồi cái lệnh quyết ở trên anh cũng làm như vậy đi, để thôi nó cũng khó cho mình ha. Ctrl C, Ctrl giấu, rồi đem xuống dưới đây, để thôi nó từ lưa hết. Ctrl V, rồi đây là cái cách thứ hai nha. Rồi bây giờ để nhìn nha, nhìn nó lại nha, ở đây là viết sai rồi đó. Rồi hàm map á, là nó sẽ ánh xạ cái công việc đưa vô là đối số thứ nhất, đối số thứ hai á, chính là cái đối số của cái hàm mà nó sẽ thực hiện nha, đối số của hàm thực hiện, nhưng nó phải là một cái kiểu list, nó phải cái list này á, là cái hàm list của anh nha, là cái danh sách my list của anh nha. Còn cái list trong đây nè, viết như thế này để cho mọi người hiểu nè, cái list này á, nó sẽ gồm đúng ba cái phần tử này, đúng ba phần tử này, đúng ba phần tử này, mà mỗi phần tử sẽ là cái nội dung này đưa vào truyền trong đây. Anh viết xong mọi người sẽ hiểu. Ví dụ như anh viết như thế này nè, my list nè, rồi một cái khác nữa nha, my list nè, rồi một cái khác nữa my list nè. Hôm bữa anh ngồi liệt kê như vậy ra mà không dùng dấu nhân á, là để cho mọi người hiểu á, anh sẽ nói lại thử nha. Đây hàm map nó sẽ map 3 worker, nó yêu cầu cái công việc nào mà mày phải làm, nó sẽ ánh xạ riêng cho từng thằng, tự nó ánh xạ. Nhưng mà cái đối số á, nó phải lấy riêng từng đối số của ba thằng, cho từng ba thằng, thằng thứ nhất nó lấy cho này, thằng thứ hai nó lấy cho này, thằng thứ ba lấy cho này. Như vậy mình muốn thực hiện cái phép toán này đó, thì mình phải ghi ba cái my list này ba lần, để cho mỗi lần á, thì hàm map này á, nó sẽ lấy từng danh sách này nó đưa qua đây. Rồi mình chạy thử nha, mà tại vì nó không có sum gì hết nha, anh sẽ mở cái lệnh print lại để thấy là nó đang chạy. Rồi filter đâu ra ở đây, anh đã bỏ hết rồi, tự nhiên anh bỏ cái lệnh quyết ở trên rồi đúng không, bỏ lệnh quyết trên rồi cho nên đây nó không có nha. Rồi chạy lại ha. Rồi đây thêm một cái nữa, define sum. Cái công việc ở đâu ra, mấy cái này đâu ra vậy trời. Rồi mấy cái này thì tạm thời phải giấu lại hết rồi, đối số này giấu lại hết luôn. Rồi còn cái gì nữa không, hết rồi, start lại mấy cái gì không cần. Rồi nó báo lỗi tới đâu mình sửa tới đó thôi, nó rất đơn giản ha. Rồi nó đã chạy xong ha, rõ ràng nè, thuyết finish nè, một thằng chạy, hai thằng chạy, ba thằng chạy đồng thời nè, nó có ba thằng chạy đồng thời ha. Rồi bây giờ nếu mà mình muốn coi cái kết quả nó thì cái này thì nó lại không trả về kiểu filter nha. Cái phương thức map không trả về cái filter giống như vậy ha. Nó chỉ có thể là mình gắn cho nó một cái kết quả luôn, reserve SULTS bằng, và mình sẽ duyệt cái dòng lặp nó thôi, for cái reserve này, reserve này là một cái mà in cái reserve, cái list reserve, và mình sẽ print cái reserve đó ra luôn, print print cái result đó, rồi anh coi lại thử nha, hy vọng là anh biết đúng nha, tại lâu cũng quên rồi nha. Bây giờ là với execute map á, anh nói lại, mình đưa cái công việc nó làm, tự nó ánh xạ vô ba công nhân đó cho cái công việc này hết.
và nó lấy đối số là nó tương ứng cho từng công nhân một, cho nên mình phải liệt kê ra là bao nhiêu worker, mình sẽ liệt kê ra chừng đó worker. Thì hàm này ở cái phương thức này nè, nó không trả về cái phát biểu này, nó không trả về cái kiểu filter đâu nha, mà nó trả về một cái kết quả luôn, là một bộ kết quả luôn. Bây giờ mình duyệt qua từng cái trong cái bộ kết quả đó, mình print ra thôi ha. Rồi mình print thử. Rồi rõ ràng ha, nó ra được là ba cái worker làm ba cái công việc giống nhau, giống nhau hết nha. Đây là đều giống nhau, tất nhiên nó ánh xạ mà. Rồi bây giờ bài toán dành cho mọi người, và anh không giải quyết ngày hôm nay. Giả sử rằng anh muốn cái công việc này là một cái công việc này nè, nó là từ cái my list từ 1 đến 100, nhưng anh sử dụng lệnh map nè, thì bây giờ anh phải viết như thế nào? Và anh nói lại nha, anh muốn rằng ba worker của anh nè chỉ làm cả ba kết hợp lại nha, chỉ làm một cái công việc tự chia ra là lũy thừa từ 1 đến 100 theo cái my list của anh, theo cái my list của anh từ 1 đến 100. Công việc này nó phức tạp quá, anh dùng ba worker, mà ba worker này chỉ hoàn thành cho cái công việc đó một lần thôi. Còn đây nó chạy là y chang vậy luôn, 100% lũy thừa luôn, hết tất cả luôn. Anh nói lại để mọi người làm nha, bài này anh không giải quyết ở đây ha. Nó gần gần giống như trên á, giống như là anh chia ra làm ba phần á, nhưng mà mình phải viết như thế nào trong đây, đúng không? Rõ ràng một công việc nè, bây giờ anh sẽ chia ra làm ba phần cho ba worker này, mỗi người mỗi làm. Và cái cách thức viết là viết làm sao để cho nó chạy được ha, với cái cú pháp là map sẽ ánh xạ một cái công việc chung, nhưng mà bên đây nè, đối số là cái từng cái thành phần này nè là phải đưa vào trong cái hàm này cho nó đúng thứ thứ tự. Bây giờ ba worker này sẽ như thế này, thì bây giờ anh sẽ làm như thế nào? Rồi mọi người có hiểu cái đề bài anh yêu cầu đưa ra không? Rồi cái buổi học thứ ba mình sẽ giải quyết cái phần này. Rồi có ai thắc mắc gì trước khi mình đi tiếp, có ai thắc mắc gì về cái bài tập anh đưa ra cho mọi người cùng làm không? Anh muốn là cùng lũy thừa 100 này mà cả ba người cùng tham gia vô làm, chia nhau ra làm. Bây giờ anh sẽ sửa lại chút xíu, tại vì số 3 nó không chia hết cho 100 nha. Anh muốn chia đều đều, anh cho là 4 worker. Rồi để mọi người chạy không báo lỗi, anh chịu khó anh ghi thêm cái này cho nó đúng. Rồi 4 worker cùng làm nha, tại vì 100 anh sẽ chia cho 4 ra, mỗi người sẽ làm 25 phần số. Bây giờ anh sẽ phải viết cái này như thế nào để có thể chạy ra in kết quả là 4 cái, mỗi cái làm công việc của đứa nào thì nó in kết ra kết quả của đó. Rồi ok em, rồi ok em. Rồi bây giờ mọi người hiểu cái này chưa ha? Hiểu rồi ha, không ai thắc mắc gì đề bài nha. Bây giờ thì để tranh thủ thì cái phần còn lại đó mình sẽ cố gắng làm nhanh một cái giống như mình chuẩn bị trước một cái dữ liệu đó ha, để sau này ở cái buổi thứ hai đó mình sẽ tiến hành dùng dữ liệu đó, nó sẽ mất thời gian đó để mà mình làm ha. Cho nên phần còn lại khoảng chừng 2-30 phút đó, anh sẽ làm nhanh một cái vấn đề mà giống như cái hàm phức tạp vậy đó, mình chuẩn bị trước cái dữ liệu để cái công việc mà mình làm á. Cho nên anh sẽ thiết kế một cái bài, ví dụ như new ha, ở đây chỉ là bài ha, anh đặt tên cái bài đó là gọi là copy content từ cái trang web về ha, nó không phải là cào dữ liệu nha, anh để là copy nội dung content web, copy content web. Rồi anh viết tắt như vậy ha, mình sẽ làm nhanh cái bài này cái. Rồi ở bài này anh sẽ thiết kế một cái hàm. Mục đích của bài này là sau này anh sẽ import vào trong cái bài process và multi process hoặc là thread ha, để anh thử mình tính toán lại cái vấn đề mà tạo thread hay như thế nào cho nó hợp lý khi mà mình download cái nội dung của cái trang nào đó chẳng hạn ha. Rồi bây giờ giả sử như anh sẽ làm như sau, anh sẽ định nghĩa một cái hàm gọi là hàm download một cái URL, download một cái địa chỉ trang web nào đó URL ha.
và anh sẽ đưa cái đối số là cái địa chỉ trang web đó. Rồi anh sẽ làm như sau ha. Đơn giản là anh sẽ dùng cái phương thức là URL lib, lib nó có sẵn URL lib rồi chấm request, request đúng không, request anh sẽ dùng phương thức là request, có thể là request URL open, URL open cái địa chỉ đó URL. Rồi anh sẽ dùng cái thư viện, tại cái này anh xong không cần import vô tự, nó có sẵn nha. Anh sẽ dùng cái thư viện là URL lib library ha. Dùng cái class type là request và anh dùng cái phương thức URL open. Anh sẽ mở cái URL open đó ra ha. Và anh sẽ lấy được cái dữ liệu của nó. Ví dụ như anh dùng cái phương thức try cố gắng làm ha. Tại đây nó kết nối mà nhiều lúc nó bị lỗi hay gì đó ha. Anh sẽ try nó. Ê, connection. Connection, connection, connection. Rồi, với cái này là connection. Anh sẽ return về cái connection này, viết chấm viết rồi viết cũng không cho luôn. Ấy cha, căng rồi nha. Download define, download URL, viết URL lib request URL thanh thì red. Rồi. Rồi accept. Accept. Rồi, nếu mà có cái lỗi thì return non. Rồi, rất là được. Rồi cái hàm của anh á là đầu tiên á là một cái hàm á là nó download một cái trang nào đó về ha. Rồi. Rồi bây giờ anh sẽ chạy thử một cái nha, để coi thử mình kiểm tra thử nha. Anh sẽ gọi cái hàm đó tức là hàm download cái trang đó về. Download cái trang đó về. Download URL ha. Rồi, anh cho một cái địa chỉ trang web là ví dụ như anh lấy là Tiki ha. Rồi Tiki. Rồi anh ghi rõ ràng đi, https://tiki.vn. Rồi, tại vì có những cái mà giống như trong cái bài của mình á, nếu mà cái hàm của mình á nó thiết kế mà dạng mà CPU á, mình viết code á nó xử lý quá nhanh thì có những cái mình không có kiểm tra được cái điều kiện thực hiện của nó, cho nên anh muốn là viết một cái hàm khác mà nó có kết nối với internet ha, để coi nó có thể là nó sẽ làm chậm hơn, mình có thể mình sử dụng được hơn ha. Rồi anh kiểm tra thử cái hàm download của anh thử nha. Rồi anh sẽ run thử, run copy content ha, run copy content. Rồi file run copy. Rồi, content web. Rồi. Ở đây nó return cái này ha, mà anh không đón nhận nó về ha. Nó trả về kết quả này, nhưng mà ở đây anh chỉ download rồi khơi vậy nó không có, cho nên anh sẽ print nó ra. Nếu mà nó có nội dung thì nó sẽ hiện ra ha. Rồi anh sẽ print cái nội dung đó ra. Tại hàm này nó return về kết quả mà. Rồi. Rồi mình run lại lần nữa, nếu mà nó có nội dung thì coi như mình thành công ha. Rồi như vậy là nó có cái nội dung đây. Đây chính là cái trang web của Tiki ha. Mình nhìn sơ ra là nó ra đây là một cái trang web của Tiki. Rồi, như vậy thì mình đã thành công cái hàm mình thiết kế rồi nha. Bây giờ anh sẽ tìm cách anh thiết kế cái hàm download xong và save nó lại. Rồi, hàm download. Rồi, và save luôn, and save luôn. Save nó vào cái file của mình ha. Save nó vào file. Rồi. Anh sẽ cung cấp cái địa chỉ URL là một, cái thứ hai là cái data và cái thứ ba là cái đường dẫn ha. Anh đặt cái đường dẫn là saving path, cái đường dẫn để mà mình lưu lại. Rồi đây anh sẽ cung cấp cái này ha, và cái thư mục mà anh dự định lưu lại á, để làm bài làm sau này của mình á, anh sẽ tạo ra một cái directory mới và anh đặt tên của nó là saving path đi. Rồi saving file files. Rồi đây là thư mục saving file. Đây là cái directory của anh ha. Rồi bây giờ anh sẽ khai báo ở phía trên đây là những cái hằng số ha. Ví dụ như anh đặt tên là saving directory đi. Rồi nó sẽ là saving file
Rồi, anh nói lại nha. Anh có một cái thư mục mà anh đặt là hằng số nha, là cái thư mục saving file. Mọi thứ mà anh nối với lại cái trang web đó được á, anh trả về được cái nội dung á, là data đó, anh sẽ copy nó thành cái file đưa vào cái saving directory này ha. Cho nên đây á, là nó sẽ như thế này. Rồi anh sẽ bắt đầu thiết kế ha. Rồi, đầu tiên á, là anh sẽ rồi anh sẽ tách lấy cái tên file từ cái URL ha, và anh sẽ sử dụng cái, anh sẽ import cái thư viện là import thư viện OS. Rồi import thư viện OS ha. Rồi anh có nè OS nè chấm path có path nè chấm base file base name của URL. Rồi anh sẽ print coi cái thằng này là cái gì ha. Anh đặt tên nó là file name là tên file á nha. Anh coi anh giải thích coi nó là tên gì ha. Rồi anh sẽ mở cái mạng của anh ra, anh sẽ vào Tiki để anh coi cái tên file của mình nha. Rồi anh sẽ đánh tiki.vn. Rồi mọi người thấy đây là cái trang Tiki ha. Anh sẽ nghiên cứu là anh sẽ đào mấy cái trang này về ha, nhưng mà anh sẽ làm một trang thôi ha, tại vì thì giờ mình không còn nhiều ha. Anh lấy cái trang điện tử anh làm, thì ở cái trang điện tử á, thì nó sẽ có cái nội dung này ha, nội dung này. Hoặc anh lấy cái trang số 4 đi. Rồi em sẽ thấy trang số 4 này nó có cái nội dung này ha. Anh copy cái nội dung này, anh copy toàn bộ cái nội dung trang số 4 này nha. Anh sẽ đặt nó vào đây URL. Rồi anh khai báo URL nha. Rồi anh sẽ chép thẳng vô đây thử coi thử nó là cái gì nha. Rồi anh sẽ print cái file name cho mọi người coi nó là cái gì nha. File name. Rồi bây giờ anh sẽ gọi cái hàm này anh chạy thử nha. Anh gọi cái hàm này á, tức là anh dùng cái download URL and save chứ. URL and save. Chủ yếu anh kiểm tra cho mọi người thấy là cái file name nó là cái gì ha. Và anh đưa cái biến URL lên là Ctrl V, nãy anh có copy rồi. Đây ha, đây là cái trang mà anh sẽ copy cái nội dung. Rồi tiếp theo là cái hàm của anh ấy, nó sẽ có cái data và cái saving dir ha. Data anh không biết, anh cứ lấy đại thử nha, chủ yếu cho cái hàm nó chạy thôi. Và cái saving dir thì anh có thể đặt là cái saving ở trên. Rồi anh sẽ giải thích lại cái câu của anh nha. Đây là những cái cách mà trong khi anh viết code thôi, tức là do cái hàm anh thiết kế mà anh chưa làm xong. Anh chỉ muốn cho mọi người hiểu là cái base name của OS path là cái gì. OS là cái hệ điều hành mình import vô ha, tự động đi tiếp qua cái path ha, rồi tới base name của một cái địa chỉ trang web là chính là cái này, của địa chỉ trang web chính là cái này. Vậy thì cái file name của nó là cái nào ha? Anh dùng cái base name là cái phương thức base name với cái địa chỉ này nó ra cái file name. Anh muốn mọi người biết file name là cái gì của cái URL. Và để anh chạy cái hàm này á, anh thiết kế như thế này, anh phải đưa đại vô cho nó đúng ha, cho nó đúng hợp lý thì nó mới chạy ha. Rồi anh chạy anh coi thử cái file name là gì. Đấy em thấy em, file name á, là cái mà đằng sau cái phần mà domain gì này nọ, rồi nó có những cái trang gì đó, thì cái phần cuối cùng nó nè, nó gọi đó là cái file name ha. Và như vậy ứng với mỗi một cái trang. Ví dụ như trang này trang 4 thì anh có cái file name như thế này. Nếu mà trang 5 á, thì chắc chắn á, Tiki nó sẽ thiết kế đây sẽ là 5. Nếu mà trang 6 đây sẽ là 6. Cho nên á, anh muốn lưu lại cái file này tương ứng làm cái file name. Cho nên anh mới sử dụng cái base name của anh tách cái URL ra, nó ra cái khúc đuôi này á, anh đặt tên nó là file name ha, để mọi người hiểu ha. Rồi đây chỉ là anh chạy nó thử thôi nha. Rồi bây giờ anh sẽ đi tiếp file name. Sau khi có file name rồi, anh sẽ làm cái đường dẫn đến cái file name đó để anh lưu vào cái thư mục saving file. Cho nên là bây giờ anh sẽ tạo một cái file path là cái đường dẫn đi đến cái tên của cái file name đó. Anh sẽ lấy là cái OS này ha, anh sử dụng path và anh sẽ join, anh dùng phương thức join để anh nối giữa cái thư mục cha và cái tên của cái file name.
Rồi, thư mục cha chính là anh muốn lưu trong thư mục này, saving dear. À, anh muốn lưu trong thư mục này. Cho nên anh join giữa cái thư mục cha là thư mục gốc ở ngoài đó, là saving directory này nè, và với lại cái file name này, file name này. Cho nên nếu mà anh print cái file name này nha, anh print cái file name này, nếu anh print cho mọi người coi á, nó sẽ là cái saving dir này nè, là cái saving file ở cái thư mục này ha. Rồi nó xuyệt một cái nữa, nó tới là tới cái thằng này ha. Rồi anh print thử mọi người coi thì chắc chắn là trúng rồi ha. Rồi như vậy có cái đường dẫn để sale rồi, anh bắt đầu anh sale thôi. Anh sale đầu tiên anh sẽ phải có cái data để anh lưu nó lại. Vậy thì data anh sẽ lấy ở đâu? Data anh sẽ lấy ở đây. Data là cái mà anh nối với cái, anh get cái đó đó, anh mở cái file đó đó với cái địa chỉ URL nè, nó sẽ trả về cho anh đây, thì đây chính là data. Vậy anh sẽ gọi hàm download URL này à, anh sẽ gọi hàm download, gọi hàm download, download ở trên mà mình mới thiết kế đó, với cái địa chỉ URL mình truyền vô. Như vậy anh sẽ có cái data, đúng không? Bây giờ anh sẽ lưu file. Anh sẽ dùng lệnh with open ha, with open file, open, open cái gì? Open cái file mà ở cái đường dẫn path đầy đủ, ở đường dẫn path đầy đủ, và anh lưu với cái dạng write by, tức là viết bằng by á ha. Write by, write by, write by. Rồi. Anh đặt tên cho nó bí danh là F. Anh sẽ dùng F này, anh sẽ lưu lại cái file đó. Anh write và data. Rồi, như vậy là xong phần này ha, là mình đã có file. Rồi, anh sẽ giải thích lại trước khi anh chạy nha. Rồi, tới đây là mình đã có một cái file rồi đó. Rồi, anh nói lại thử nha. Cái phương thức mà download cái nội dung của cái trang web và lưu nó vào thành tập tin á, thì đầu tiên anh sẽ lấy cái nội dung của nó. Nội dung của nó sẽ có bằng cách anh gọi cái hàm download URL. Giả sử thành công á, thì nó sẽ trả về cái nội dung hồi nãy mà mình in ra quá trời đó. Thì cái đó chính là cái data. Anh có cái nội dung anh để đó rồi. Anh tự động đặt file name á, bằng cách là anh tách lấy phần cuối của địa chỉ URL, anh coi nó là file name. Và anh lấy cái file name đó, anh cộng thêm, anh join. Join tức là nó lấy thư mục cha, nó là thư mục gốc này nè, nó xuyệt thêm với cái này nữa, thì anh coi nó là cái đường dẫn của cái file. Bây giờ anh sẽ mở cái file đó để anh chuẩn bị ghi. Với cái việc mở cái file đó và chuẩn bị ghi nó ha, và đặt bí danh nó là F, anh lấy F đó anh bắt đầu anh write, anh viết, anh ghi, anh ghi cái nội dung data vào trong cái file path này. Cho nên nếu mà thành công á, thì trong cái thư mục saving file của anh à, sẽ có cái nội dung của cái file anh vừa download. Rồi anh sẽ chạy thử cho em coi. Rồi, anh sẽ bắt đầu chạy, anh gọi hàm download và anh sale. Download, download, download and sale. And sale. Anh đưa cái địa chỉ download and sale nè. Anh đưa địa chỉ URL ha, đưa địa chỉ URL, đưa địa chỉ URL là control V. Rồi, đây là địa chỉ mà để down nè, hồi nãy nè, trang 4 nè. À, xin lỗi, anh nháy một cái nữa. Vô nháy. Rồi, dưới nháy là URL. URL. Rồi. Data đó, data thì chắc anh phải bỏ tại anh không cần xài ha. Data này anh không cần xài, anh giải thích là data anh sẽ lấy trên, gọi cái hàm thứ nhất để anh down về anh có data, cho nên ở đây anh không cần xài ha, cho nên data không cần. Thứ hai là thư mục cha, thư mục gốc anh đưa vào cái saving dir. Rồi, như vậy là xong ha. Thì sau khi anh chạy được cái này, sẽ có một cái file được ghi ở cái thư mục saving file này, và mình có thể mình mở nó coi. Rồi bây giờ anh chạy thử. Tuy nhiên trước khi chạy thử thì nó có cái vấn đề. Khi anh download thằng này á, nó có thể có nội dung trả về, có thể có nội dung trả về, hoặc là không, nó trả về non. Nếu mà bị lỗi gì đó, nếu mà trong quá trình mình kết nối với cái đường trang web đó mà nếu mà có lỗi, nó sẽ trả về non. Cho nên ở data này nè, muốn lấy được á, anh sẽ kiểm tra nếu if à, data là đây rồi, data là đây rồi ha. Anh lấy được data, data có thể là data, có thể là chữ non ha. Cho nên ở đây anh sẽ kiểm tra nếu mà data mà bằng cái non, tức là nếu mà data mà bằng non, tức là bị lỗi á ha, thì anh sẽ không làm gì hết, anh bỏ qua, anh return, anh trả ra ngoài return
Còn nếu mà ngoài ra thì như thế này, rồi anh giải thích lại nha. Nếu trong quá trình anh kết nối với lại cái trang web này mà anh lấy data, mà data nó báo là non, do nó accept là nó bị lỗi kết nối gì đó, thì nó trả về non. Nếu data là non thì anh return là anh thoát ra ngoài, anh trả về ra ngoài mà không làm gì hết. Còn nếu không thì nó mới lọt vô đây, anh không cần if nha. Tại vì return này nó thoát trước, nếu mà data bằng non là nó thoát ra ngoài, nó không bao giờ nó lọt vô đây. Còn nếu mà data không bằng non, tức là nó không return, thì chắc chắn nó lọt vô đây. Anh sẽ tách lấy file name, anh tách là anh tạo ra cái đường dẫn và anh viết cái file ở cái đường dẫn đó với cái nội dung là data. Rồi như vậy thì anh chạy anh sẽ thành công ha. Rồi anh chạy thử cái này, rồi anh run anh chạy. Rồi nó báo một cái lỗi, là cái lỗi ở cái chỗ mà cái dấu chấm hỏi này nè. Hồi nãy mình thấy là nó có cái dấu chấm hỏi đây nè, dấu chấm hỏi này nè. Ở trong máy mắt á, ở trong máy mắt thì nó chấp nhận cái dấu chấm hỏi này nha, nhưng mà ở trong Windows thì nó sẽ không chấp nhận cái dấu chấm hỏi này. À, cho nên cái lỗi của nó là nó có thể là nó bị lỗi ở cái dấu chấm hỏi này. Bây giờ anh sẽ đổi cái dấu chấm hỏi cái đã nha. Rồi file path là đây, file name là đây ha, đây là name của nó nè. Anh sẽ dùng lệnh replace để thay thế, replace thay thế cái ký tự chấm hỏi à, và anh thay thế bằng cái ký tự ví dụ như là gạch ngang. Rồi ví dụ ký tự gạch ngang, anh thử chạy lại nha. Rồi run chạy lại. Rồi em thấy em nó thành công rồi. Em nhìn trên đây nè, thư mục directory bây giờ tự nhiên nó có nè, nó có cái mũi tên nè. Anh click vào, rõ ràng anh có cái tập tin tên là C422 gạch ngang, là thay cho dấu chấm hỏi đó, phi bằng 4. Chắc anh phải thay luôn cái dấu bằng luôn quá à. Rồi anh thử coi thử, anh đứt click nó thử nha. À, đây chính là cái nội dung trang web anh đào về. Nội dung trang web anh đào về ha, thấy rõ ràng ha. Rồi như vậy là tạm thời anh đóng lại cái phần này. Rồi bây giờ anh sẽ thay thế luôn cái dấu bằng luôn đi. Nó replay cái thằng này với thằng này xong ha. Anh có thể anh là kết hợp luôn cái này đi cho nó nhanh. Rồi từ từ mình tính sau. Anh replay luôn cả cái dấu bằng đi, dấu bằng. Rồi anh thay bằng cái dấu gì á, chẳng hạn ví dụ như tùy theo anh thích. Rồi anh thay bằng cái dấu ví dụ anh để gạch ngang phi, gạch ngang 4 đi cũng được ha. Anh thay bằng cái dấu này luôn đi ha. Rồi anh sẽ chạy lại. Rồi anh run anh chạy lại. Rồi ok ha. Như vậy mình sẽ có hai file, cái file dưới là cái file mình mới vừa làm nè. À, này đó, file 4 nè, rõ ràng cái nội dung nó là đây. Rồi, như vậy là xong phần này ha. Rồi như vậy thì giờ nó cũng hết rồi ha, thì tạm thời anh kết thúc bài này ở đây. Nhưng mà mục đích của anh là sẽ làm gì? Mục đích của anh là anh sẽ đao về khoảng chừng mấy chục trang hay là 100 trang hay là 200 trang gì đó, những cái file nội dung này để chi? Để mình sẽ cào dữ liệu là mình đi tìm cái mặt hàng nào ở vị trí nào mà không cần phải kết nối liên tục với lại trên mạng. Bởi vì lý do là khi kết nối liên tục trên mạng nó không phải lúc nào cũng làm được đâu. Nhiều lúc em đang cào hay là em kết nối nó thì cái đường truyền nó bị ngắt hay là bị gì á, em sẽ rớt. Cho nên không phải lúc nào cũng làm được. Và mục đích thứ hai á, là bài thứ hai kỳ tới nè, mình sẽ làm hết tất cả mấy cái này ha, và nó đao nhiều file và mình sử dụng là multi-thread hoặc là multi-process, multi-processing để mà mình giải quyết cái vấn đề thời gian của cái đao này. Ví dụ anh có thể đao 100 trang này trong vòng bình thường, anh đao bình thường theo kiểu này ha, đây là một trang, có thể 100 trang thì anh đao trong vòng 15 giây chẳng hạn. Thì mình hy vọng là nếu sử dụng cái bài multi-thread hoặc là multi-processing của mình có thể đao nó xuống còn khoảng chừng 1-2 giây. Đó chính là vì lý do vậy đó. Anh cần chuẩn bị cái công việc mà nó hơi mất thời gian chút xíu để mình có thể thực thi chính xác là cái thread và cái processing. Còn hơn là mình làm những cái bài mà dùng cái phép tính là hàng tỷ tỷ phép tính giây đó, thì cái tốc độ nó quá nhanh, mình không được cái nhận thức rõ ràng về cái cách hoạt động của nó. Rồi như vậy thì nói chung là bài hôm nay tới đây á, thì tạm thời anh ngưng tới đây ha. Rồi anh hẹn gặp lại anh em ở thứ hai nha em. Rồi ok ha. Rồi để anh edit video anh sẽ gửi cho mọi người, anh đã có cái địa chỉ Gmail hết rồi, anh sẽ gửi cho. Rồi ok, chào mọi người nha. Rồi nghỉ ngơi đi em. Rồi Thầm Nhân nè, rồi Chính nè, với lại bạn Phạm Khải Hoàng nè. Ok. Rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Thank you.